Chào quý cô chú, anh chị, các bạn. Cái clip này thì mình cũng cảm ơn, đặc biệt là anh Phong Trần. Mình trực tiếp lần trước thì ảnh đã mua là 8 ký cam với cái giá 25.000 là 200.000 ảnh chuyển xong rồi. Tới cái clip thứ hai mình trực tiếp thì anh Phong Trần. Quý cô chú, sau thời gian được anh Phong Trần mão hết, chị đem mấy cái hàng này về, ngày mai là chị đi từ thiện hết luôn. Quý cô chú anh chị, được anh Phong Trần mua hết á, thì mình nghĩa lại cho quý cô chú anh chị các bạn được xem. Mới đem cái này đi từ nguyện đâu, chạy trẻ mồ côi ở đâu chạy? Ở bên quận 7 á. Chạy trẻ mồ côi bên quận 7 không? Đây là những món hàng này là được anh Phong Trần mua hết rồi. Xong rồi anh Phong Trần á là ảnh nhờ chị là ngày mai đi từ thiện ở quận 7. Ảnh nhờ đi từ thiện thôi, nhưng mà chiều mai chị đi từ thiện quận 7, mình xách tiếp nghe quý cô chú. Nè anh bảo vậy, anh ấy anh xách giùm đi, tay tôi cầm máy sao tôi xách đây, tôi dịnh cho anh ấy chứ dịnh gì phải không? Đây nấy vô làm bảo vậy này cũng rất tốt các bạn. Hàng đã bán hết rồi. Rồi khiên đây sao? Rồi để này chị khiên nổi không? Em cầm cố tay em quay à. Đây. Đây. Để đâu? Để hai bên lượt hả? Đây là cô quý cô chú bạn. Hàng này là ngày mai đi từ thiện nha quý cô chú. Đó. Hết mấy này đi từ thiện. Quý vị cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Mình cầm có một tay không có gimbal quay hơi lắc. Và đặc biệt clip này mình nói thêm lần nữa, mình cảm ơn anh Phong Trần rất nhiều nha. Anh đã mua ủng hộ chị hai lần nha quý cô chú chị bạn. Lần trước là 8 ký cái cam, ngày sau là mua hết luôn với số tiền là 600.000. Anh trả chị 650 và anh cho mình là kênh YouTube Năng Lượng Sống là 350 nha quý cô chú anh chị bạn. Thì mình cũng quay luôn để mình chuyển tải đó quý cô chú anh chị các bạn được xem nha. Đâu ơi vô đây làm được không anh bảo vậy? Tôi quay mới được cái không anh à. Đó. Mình nhắc lại mấy món hàng này là ngày mai là đi từ thiện trẻ mồ côi quận 7 nha quý cô chú. Nếu mà mai mình có rảnh thì mình đi. Còn sợ ngày mai mình phải chở khách đi xa thì mình không đi được đó. Nên cái này là chị chạy về tới đâu? Cầu Sáng. Từ đây đó nhiêu cây? Ba mấy cây hả? Rồi dự định chạy từ đây tới đó là mấy giờ mới tới? Mấy tiếng? Không, từ đây nhà chị ra. Ừ. 45 phút. Mà chắc này là mấy giờ ta? 8 mấy hả? Chắc về tới nhà chắc gần 10 giờ quá. 10 giờ tối đó. Đây nè, còn cái cắn nè. Đâu quý cô chú. À. Cắn nữa đâu? Gỡ bố vậy. Cắn là gỡ anh bố vậy nha quý vị bạn, anh bố vậy này rất tốt. Để giúp gì hết mình. Xách nổi không? Đây. Lên đây. Cột này nè. Rồi vậy là về đó hả? Còn đi đâu nào? Hay là về luôn? Vậy đó con này để đàng hoàng đi. Rồi em chị leo lên xe đi, em dịnh rồi cái xong rồi là leo lên quay cái chào khán giả rồi mình xuống. Anh Phong Trần ảnh đã mua hết toàn bộ cái này để cho anh bảo vệ cho mình
nhưng mà mình cũng cảm ơn anh Phong Trần là em cũng ít ăn để em nhường lỡ cái phần là luôn cho chị, để chị ngày mai chị có chuyến đi thiện nguyện là vô chùa đó cho mấy trẻ mồ côi. Em cảm ơn Phong Trần là clip này cũng làm gì, và tới cái phần mà trả tiền cho chị là anh mua hết cái này là dưới cái giá là chị này là tính là 600, nhưng mà anh Phong Trần á là trả chỉ 650, còn ở đây là đưa 1 triệu, ảnh chuyển cho mình 1 triệu, thì ảnh chuyển mình 1 triệu là ảnh cho mình là 350 tiền ăn uống. Thì ảnh nói vậy thì mình quay cái clip này để cho anh coi. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn anh Phong Trần rất nhiều, và cảm ơn anh Tấn Ngọc luôn, và cảm ơn Thí gì ta chị, Thí Hồng Nguyễn, và kênh cô nương gì đó, Tần Phi Nương Nương, và những người khác đã ủng hộ mình từ gian qua. Thì đây nè, của cái anh Tấn, anh Phong Trần, đưa cho chị mà nãy giờ chị 9600 rồi đúng không? Dư anh cho 650 thì cái phần lợi thì anh cho em là 50k. Rồi phần em 50k thì em cũng đại diện cho chị nè, chị lại đây nói chuyện chút coi. Thì em cũng cũng đại diện cho chị tiền, cảm ơn anh Phong Trần. Đó thì đây là em cũng lấy được 350, chị lấy 650. Thì em muốn cái làm clip này ngắn gọn để gửi lời cảm ơn anh Phong Trần đã thứ nhất là mua cho chị hết hàng để chị về sớm, mà không phải riêng gì đâu, mua chiếc này 2 lần đó. Lần trước là mua 200.000 tiền cam là chuyển hình lần, rồi lần này là mua hết luôn là 600, anh trả 650 và cho em 350 một clip này. Thì em cảm ơn anh Phong Trần rất nhiều, và chúc anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc, và muốn gì được đó. Một lần nữa em chứ chị tiền vợ anh Minh cảm ơn anh rất nhiều. Bữa nay có cơ hội gì sớm thôi. Dạ bye, cảm ơn, chào mọi người. Dạ gia đình anh luôn an vui. Dạ cảm ơn, bye. Đó, bữa nay được gì sớm à, pizza nè, pizza chưa nghỉ mà chị đã nghỉ rồi ha. Pizza chưa nghỉ rồi quý vị Hoàng, pizza tới 22 giờ mới nghỉ mà chị đã về trước rồi. Rồi đây chị tiền là về nha. À, quý cô chú có đợi được không? Có đợi được. Mình một lần nữa mình cảm ơn anh Phong Trần rất nhiều, và chị tiền cũng đại diện cho chị tiền cũng cảm ơn anh Phong Trần rất nhiều, nhờ anh mua hết mấy món đồ này để đi làm từ thiện mà chị hôm nay chị được về sớm, gần về với 5 đứa con hơi dại. Dạ rồi quét không coi mà ra tới ngoài đường rồi tôi mới chạy xe về. Dạ cảm ơn rất nhiều. Đó dạ.